Thời gian gần đây, liên tiếp nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm đã xảy ra với trẻ nhỏ, khiến cho chúng ta không khỏi xót xa. Điều này một lần nữa cho thấy những kỹ năng ứng phó với đuối nước mà các em nhỏ được trang bị hiện nay còn quá thiếu và quá yếu. Trong dịp hè này, nhiều phụ huynh dù con còn rất nhỏ nhưng đã chủ động cho bé đến với các trung tâm dạy bơi. Ghi nhận của nhóm phóng viên VTC14 tại một khóa dạy bơi cho trẻ từ 4 tháng đến 3 tuổi tại Hà Nội. Đây là một lớp dạy bơi sinh tồn cho trẻ từ 4 tháng tuổi đến 3 tuổi. Mỗi buổi học sẽ kéo dài trong 30 phút với khoảng từ 3 đến 5 trẻ. Các giáo viên hướng dẫn trẻ làm quen với nước thông qua các bài học cũng như các trò chơi vận động với sự giúp đỡ của phụ huynh. Tự tin nô đùa dưới nước, đạp chân và tay dưới nước, để mắt, mũi, miệng chìm dưới nước. Sau khoảng 10 buổi học, nhiều cháu dù còn rất nhỏ nhưng đã có thể tự nổi trên mặt nước hay lặn ngụp dưới nước như thế này. Lúc đầu thì cháu có sợ, tức là cháu cũng chưa được ra bể bơi nhiều. Thì cháu lúc đầu thì có khóc và có sợ, nhưng mà dần dần thì thứ nhất là bố cháu, thứ hai là cô giáo, mình phối hợp nhịp nhàng, bố làm theo cô. Sau đó thì cô cũng rất là nhẹ nhàng, cô cứ làm quen dần với cháu thì cháu quen, và từ đó thì cháu cũng không còn khóc nữa và thấy vui khi xuống nước. Hôm nay mới là buổi thứ 3 của cháu thôi, và mình cảm thấy là cháu bắt đầu rất là thích nước, cũng như là những cái kỹ năng ở đây thì là cho cháu làm quen với nước và các cái trò chơi với nước để cháu cảm thấy là yêu thích môi trường nước hơn. Chương trình học bơi sinh tồn có nhiều khóa học để phù hợp với các độ tuổi của trẻ. Sau khóa học làm quen với nước, trẻ sẽ được trải qua các nội dung chuyên sâu về bơi lội như vỡ lòng, phát triển, nâng cao của khóa học bước đầu tập bơi. Tuy nhiên, để trẻ phát huy được khả năng phản xạ, việc phối hợp giữa giáo viên và phụ huynh là vô cùng quan trọng. Mỗi độ tuổi khi dạy bơi có những khó khăn khác nhau. Ví dụ như trẻ vài tháng tuổi thì khá là dễ dạy, bởi trẻ ít tuổi có phản xạ tự nhiên trong việc giữ hơi thở. Vì vậy khi nước tràn vào mặt trẻ, trẻ dễ dàng giữ được hơi thở. Khi dạy trẻ, giáo viên không cảm thấy bị căng thẳng, mà căng thẳng đến từ chính cha mẹ. Còn đối với trẻ lớn hơn, khoảng 2 tuổi, các em có nhiều phản xạ hơn, nên dạy bơi cho lứa tuổi này gặp nhiều khó khăn. Cũng cần phải quan sát và phối hợp nhiều hơn với phụ huynh của trẻ. Lớp đầu tiên là sẽ có 10 buổi. 10 buổi thì đầu tiên làm quen với nước. Bạn nào có thể chưa quen với nước có thể xuống nước và có thể lên, chưa cần học gì vội. Sau đó thì giáo viên sẽ dần dần cho bé làm quen với nước. Trước hết là sẽ cho nước lên cằm này, sau đó thì qua miệng này, sau đó thì lên đến mũi này, và bước cuối cùng là phải ngập qua đầu. Và những bé mà đã trải qua được cái bước là có thể là cho nước để chui qua đầu, có nghĩa là chui được xuống nước để ngoi lên, thì đấy là những cái bé đã thành công với cái bơi sinh tồn. Và một cái nữa mà yêu cầu chúng tôi có được là tiếng Anh gọi là starfish, là bé có thể tự nổi ở trên mặt nước. Thì đấy là những cái mà chúng tôi cũng phải từng bước một, vì vậy có những bé phải học 5 khóa. Theo các chuyên gia, em bé được làm quen với môi trường nước từ trong bụng mẹ. Giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi chính là thời điểm vàng để đánh thức, khơi dậy kỹ năng vận động trong nước tiềm tàng ở mỗi bé, để bé không sợ hãi mỗi khi xuống nước. Thời gian đầu chúng tôi rất là khó khăn, bởi vì là nghe từ học bơi thì mọi người nghĩ rằng là trẻ con phải bơi, sau khóa học bơi là phải biết bơi, nhưng không phải, vì gọi là bơi sinh tồn thì dạy cho các bé kỹ năng ở dưới nước, và khi các bé gặp phải những cái môi trường mà ví dụ như là nguy hiểm mà rơi xuống nước, các bé có thể tự bảo vệ an toàn. Và chúng tôi gặp rất nhiều những cái phản ứng thời gian đầu, trong 2 năm đầu chúng tôi quá khó khăn về cái việc là phải giải thích cho bố mẹ, gửi những cái tài liệu cho bố mẹ để hiểu thế nào là bơi sinh tồn. Thế thì cũng rất là vui là đến thời điểm này chúng tôi không cần phải trả lời bất cứ câu hỏi gì nữa, và phụ huynh chỉ có đăng ký thôi, bởi vì phụ huynh đã rất hiểu rõ về thế nào là bơi sinh tồn. Theo thống kê, tại Việt Nam mỗi năm có khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước. Đặc biệt trẻ em trong độ tuổi từ 0 đến 4 tuổi có tỷ lệ đuối nước cao nhất. Do đó, những lớp học bơi như thế này là cách duy nhất để trẻ thật sự an toàn khi gặp phải sự cố cũng như chủ động cứu người.